Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một chiếc ô tô theo phối cảnh 3D. Chiếc ô tô rất là cơ bản, chúng ta bắt đầu theo dõi nhé. Chúng ta bắt đầu nha. Để vẽ được một chiếc ô tô ấy thì chúng ta sẽ quy về dạng khối. Chúng ta sẽ phát bằng chì trước. Ở đây tôi vẽ cái khối chính của cái thân ô tô này, là một khối hình chữ nhật này. Một khối hình chữ nhật các bạn nhé. Chúng ta phát bằng chì trước. Đấy. Cái thân phía dưới của ô tô ấy, nó là một khối hình chữ nhật. Chúng ta phải quy về khối. Sau đó sẽ phát triển các chi tiết tiếp theo nhé. Các bạn không nên sốt ruột. Tiếp theo, từ cái khối chính, tôi phát triển thêm một khối phụ nữa làm phần mui xe. Đây, khối phụ nó như thế này. Tức là các bạn cứ tưởng tượng là đây là hai khối hộp chữ nhật đặt lên nhau nhé. Đấy, xong chúng ta gọt đi thì nó sẽ ra hình chiếc ô tô. Đây là khối hình chữ nhật này. Tiếp theo chúng ta xác định vị trí của cái bánh xe này. Đây, bánh xe ở đây. Đó, bánh xe ở đây. Đấy, chúng ta vẽ trục bánh xe ra. Chúng ta phát này. Phát hình bánh xe. Vì góc 3D nên nó sẽ hơi oval các bạn nhé. Đó. Chúng ta cứ phát thoải mái tay ra. Sau chúng ta chỉnh lại hình và chúng ta tẩy bớt những phần thừa đi. Đấy, khi mà đã được cái tổng thể lớn rồi. Chúng ta thêm lối thêm một chút để làm đuôi xe này. Lối thêm một chút để làm phần đuôi xe. Này, chúng ta xác định cái mui đuôi xe vào đây. Lối vào đây. Đấy, bên này cũng vậy, chúng ta lấy các đường song song này thành cái đuôi xe. Chúng ta xác định được cái hướng của đuôi xe rồi thì bây giờ chúng ta xác định hướng của đầu xe này, cái kính phía trước này. Đấy, chúng ta gọt những cái đường song song này, chúng ta gọt hình các bạn nhé. Chúng ta xong xác định lại hướng của kính xe và đuôi xe. Đấy, kính xe nó sẽ cong vòng lên phía trên một chút. Tiếp theo, chúng ta sẽ chia đôi cái này ra để tạo ra cái hướng của cửa xe. Đấy, thì lúc này nó sẽ lỗi ở đây là gì? Cái bánh xe này vào vị trí của cửa xe rồi. Đấy, bánh xe lại phải lùi lại các bạn nhé. Lùi trục bánh xe lại. Đấy, đây là trong quá trình tìm hình chúng ta phải xác định lại. Đấy, chúng ta sẽ tẩy phần này đi. Chúng ta cho bánh xe lùi lại phía sau. Bánh xe sẽ quay lùi lại phía sau một chút. Bởi vì đây nó dính phần cửa này thì bánh xe lúc đấy nó sẽ ở đây này. Đấy, bánh xe lùi lại. Để cái cửa này nó vòng lên đây này. Các bạn hiểu chưa? Đấy, trong quá trình vẽ thì chúng ta phải sửa hình là điều bình thường thôi. Không có vấn đề gì cả. Đấy, bánh xe đằng trước thì chúng ta cũng cho lùi lại phía sau một chút. Đó. Cái quạt hơi ồn để tôi tắt quạt đi một chút các bạn nhé. Quạt gió nó hơi mạnh thì là nó ồn. Đây là cái hướng của cái thân xe và bánh xe phía sau nhé. Đây là cái phần của đuôi xe này. Đấy. Đây là tay lắm cửa xe này. Chúng ta cứ xác định xong chúng ta chỉnh hình sau. Phần đầu xe. Giờ đến phần đầu xe. Đầu xe tôi sẽ cho nó một cái mui cấp về phía trước như này. Để chúng ta xác định vị trí hai cái đèn ở đây. Hai đèn xe. Đấy, bánh trước nó ở đây. Cái đầu là rất là khó. Đây sẽ có cái để gắn biển này. Thanh chắn ở phía trước để chúng ta gắn biển. Các bạn cứ vẽ phác ra đi, xong lát chúng ta chỉnh lại hình bằng bút mực nhé. Đấy, chúng ta thiết kế luôn phần đầu xe. Logo xe có thể ở đây. Đấy, logo của xe. Đấy, có thể là Mercedes này. Đấy, Mercedes thì chúng ta sẽ cho logo lên cao. Cao hơn cái phần mui xe. Đấy, logo nó sẽ ở đây.
đây là phần thoát khí của phần đầu xe. Biển số nó sẽ ở dưới này. Đấy, đây là quá trình chúng ta phát một chiếc xe. Các bạn cứ phát thoải mái tay ra, xong chúng ta chỉnh sửa hình sau. Đó, đây là mặt đất, mặt đường. Đấy, đây là phần chia kính lái ra này, phần kính phía sau. Đấy, thì chúng ta đã định hình được cái xe cơ bản rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh sửa bằng bút mực. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó rất là cơ bản nhé. Sau đây chúng ta sẽ chỉnh bằng bút mực và chúng ta tô màu. Tô màu thì các bạn có thể tô màu bằng tay hoặc bằng máy. Bây giờ đến phần chỉnh hình bằng bút mực. Đây là bút kim của tôi này. Tôi nháp ra ngoài xem nó còn mực không? Vẫn còn mực nhé. Đấy, quá trình chỉnh hình rất là quan trọng, chúng ta phải chỉnh rất là cẩn thận. Đó, chúng ta sẽ chỉnh từ phía trên xuống. Đây là phần phía lóc xe. Các bạn đi lét mảnh nhé. Lét mảnh sau đây chúng ta sẽ nhấn đậm những phần nào cần đậm sau. Đó. Đấy, tôi sẽ đi những cái hướng chính của xe. Sau đây tôi sẽ hoàn thiện dần. Đấy, đây là phần đèn này. Đó. Thì các nhà thiết kế xe họ cũng phải phác bằng tay hết các bạn ạ. Họ vẫn phải vẽ bằng tay. Sau đấy sẽ gọt hình bằng máy tính hoặc là bằng bút chì kim. Đấy. Đây là phần bánh xe này. Bánh xe là một hình oval bởi vì chúng ta đang nhìn ở góc 3D. Đây là phần vành xe. Tôi vẽ hơi méo một chút. Đấy, đây là phần thân xe này. Nối vào phần đuôi. Đây sẽ có phần chống va đập ở phía sau. Đó, bây giờ đến phần cửa kính này. Cửa phía trước. Đây là phần tay nắm mở cửa. Đấy, à, chúng ta đang thiếu hai cái gương. Vị trí của gương này. Đó. Ô tô mà không gương thì sẽ không thể kiểm soát được không gian ở phía sau. Đó. Đây là cửa sau, cửa kính ở phần cửa sau. Chúng ta cứ hoàn thiện từng phần các bạn nhé. Đây là phần tay lắm cửa sau này. Đấy. Đây là phần cửa kính ở đoạn cuối, khoang cuối. Đấy, chúng ta có thể tạo những cái led để gợi cửa kính này. Đó, ở đây chúng ta có thể thêm cái phần để chúng ta bước chân lên. Đấy, cái phần này sẽ bước chân lên này. Đây là bánh sau. Đây là phần bánh phía sau các bạn nhé. Đấy, phần bánh sẽ có những cái vân của lốp ở đây. Đây là trục bánh xe này. Bánh xe này thì chúng ta có thể tạo những cái tiết cho cái bánh xe. Đó.
Đấy là cách chúng ta vẽ dần một chiếc ô tô. Đây đang có cuộc thi vẽ chiếc ô tô mơ ước của em, của Toyota. Các bạn có thể tham khảo cách vẽ của tôi để các bạn phát triển ý tưởng của các bạn. Đấy, đây là phần kính trước. Phần kính trước thì nó cũng phải có khung hình của nó. Đấy. Kính trước nhé các bạn nhé. Sau đây chúng ta có thể vẽ hai cái gạt lước. Cái gạt lước thì có thể bắt nguồn từ đây chẳng hạn. Đây là cái gạt lước này. Đấy, cái gạt lước các bạn nhé. Bên này không, tôi không để ý là nó sẽ bắt nguồn từ đâu nhỉ. Được rồi, cho bắt nguồn từ đây sang đi. Đấy, đấy là cái gạt lước. Ok, đây là phần kính xe này. Kính xe, kính đằng trước ấy, đấy, cái chắn gió. Đây là phần đèn. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục đến phần đầu nhé. Đã hoàn thiện nốt phần đầu xe này. Đây là cái chống va đập của phía trước. Đấy, nó có độ dày của nó nhé. Chúng ta đi hai led song song tạo ra độ dày. Sau đây chúng ta vẽ cái biển số ở đây. Biển số này, chiều dày của cái thanh chống va đập này. Đấy, tiếp theo là đây phần thân đầu xe. Đó. Tiếp theo chúng ta vẽ phần phía trước là hình logo ở đây. Logo tôi vẽ đơn giản thôi nhé. Vẽ đúng họ lại kiện cho là vẽ logo của họ xấu quá. Đó. Đây là phần phần tản nhiệt ở phía trước cho phần đầu xe. Đấy, các bạn chỉ cần vẽ đơn giản như vậy thôi. Đã ra hình một chiếc ô tô rồi. Đấy. Đây, trên nóc, phần nóc, phần bánh xe. Đây là bánh xe này. Bánh xe ở đây này. Đấy. Rồi, về cơ bản chiếc xe đã cơ bản hoàn thành. Bây giờ là phần tôi tẩy đi nhé. Tôi sẽ tẩy đi để các bạn dễ nhìn hơn. Các bạn chú ý theo dõi đi. Tiếp tục video nhé. Để xem quá trình hoàn thiện một bức tranh phác thảo chiếc ô tô nó như thế nào. Các bạn thân mến, đây là video sau khi tôi tô màu trên máy tính. Các bạn có thể tô màu bằng màu sáp hoặc là màu nước. Video hướng dẫn vẽ chiếc ô tô cơ bản của tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn các bạn.